Xin chào, chào mừng các bạn đến với Yoga by Sophie. Mình là Sophie. Video này là bài tập yoga nằm trong series dành cho người mới bắt đầu với chủ đề chuỗi bài tập yoga hoàn chỉnh để có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Bây giờ, để cùng bắt đầu, các bạn hãy ngồi xuống thảm nhé. Để bước vào phần khởi động, chúng ta cùng vào tư thế Child Pose em bé. Hai bàn tay đặt xuống sàn phía trước, bước hai bàn tay lên phía trước. Các bạn nhớ là mình căn chỉnh cho hai bàn chân của mình tách nhau ra, không tì đè hai bàn chân lên nhau như thế này. Hãy tách hai bàn chân ra. Với dài hai cánh tay lên phía trước, úp bụng, ngực, cằm xuống sàn, trán chạm thả. Chúng ta nhấn cho hai xương ngồi của mình chạm sàn, kéo ra hai cột sống để căng mở được lưng dưới. Hãy úp hai vai xuống, căng mở hai bên vai. Cảm nhận sự căng mở của khớp hông, khớp gối và cổ chân. Thả lỏng khuôn mặt, hít thở đều. Chúng ta bước hai tay sang bên phải để căng giãn cho lườn trái. Căn chỉnh sao cho gối nằm giữa hai cánh tay, hạ cùi chỏ phải xuống sàn. Hít vào, mở ngực nhìn lên phía trước. Thở ra, úp bụng ngực cằm xuống với dài tay trái lên trên. Cảm nhận sự căng mở dễ chịu ở lườn trái và vai trái. Bạn hãy nhấn xương ngồi bên trái của mình chạm sàn, đừng nâng hông lên như thế này, nhấn hông trái xuống sàn bạn nhé. Thả lỏng cổ và tiếp tục hít thở đều. Chúng ta đổi bên, bước hai tay qua trái, hạ cùi chỏ trái xuống sàn, hít vào, mở ngực. Thở ra, úp bụng, ngực cằm xuống, rồi mình với dài tay phải lên trên. Nhấn hông phải chạm sàn, thả lỏng cổ, căng mở lườn phải và vai phải ở đây. Hít thở đều, thả lỏng cơ cổ. Hơi nhích mũi tay lên trên một chút, hơi nhích bàn tay phải lên trên một chút để căng giãn lườn phải nhiều hơn. Rồi từ từ, mình lại bước hai tay về giữa, hít vào, nâng ngực cằm lên. Hít một hơi sâu, vươn tay cao lên trời, đan hai lòng bàn tay, ngửa lòng bàn tay lên. Nhìn lên, kéo dài lưng ra. Mở ngực hướng về phía trước. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Các bạn hãy coi Sophie như gương. Hình ảnh của Sophie trong video giống như là hình ảnh phản chiếu trong gương. Bên trái của Sophie là bên phải của các bạn. Rồi bạn đặt tay phải xuống sàn. Mắt nhìn lên. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, nghiêng qua trái. Đặt tay trái xuống, tay phải qua đầu. Hít vào về giữa, thở nghiêng qua phải. Hít vào về giữa, thở nghiêng trái, căng lườn phải ra. Ba lần nữa hít, thở, hít, thở thẳng cả hai tay. Hít, thở. Hít, thở, lần cuối hít vào, mở ngực thẳng lưng, thở ra nghiêng người sang phải, đặt tay phải xuống sàn, hạ cùi chỏ phải nếu có thể, hông bên trái của mình vẫn nằm trên sàn, hít vào, nâng tay trái qua đầu mắt nhìn lên, úp tay trái xuống tai, 5, 4,
3, 2 và 1. Hít vào, trở về giữa. Mở ngực về phía trước, thẳng lưng lên. Thở ra, hạ tay trái xuống, hạ cùi chỏ trái xuống nếu có thể. Nếu cái xương ngồi bên phải của bạn bị nhấc lên như thế này, thì bạn hãy nhấn xương ngồi bên phải xuống và mình nâng nhẹ cái cùi chỏ trái lên. Rồi chúng ta đưa tay phải qua đầu, mắt nhìn lên. Năm, thẳng tay phải, xoay ngực phải hướng lên. Bốn, ba, hai và một. Hít vào, về giữa, mở ngực ra, đưa hai tay lên trời. Thở ra, mình xoay người sang bên phải, đặt tay phải sau lưng, tay trái đặt lên đùi phải. Tay phải của các bạn tì trên các đầu ngón tay thôi, và chúng ta nâng lòng bàn tay lên. Hít vào, thẳng lưng lên, mở ngực ra. Thở ra, xoay ngực phải về phía sau. Hóp bụng vào. Cảm nhận cử động xoay xoắn. Trong tư thế này, bạn đừng ngả người về phía sau như thế này, cũng đừng ngả người về phía trước. Hãy giữ cho lưng thẳng ở giữa. Xoay ngực phải về phía sau. Hạ thấp gối. Thả lỏng vai trái. Mắt nhìn qua vai phải. Hít thở đều. Rồi từ từ hít vào, đưa hai tay lên trời, mở ngực và nhìn lên. Thở ra, đổi bên qua trái, tay trái sau lưng, tay phải trên đùi trái. Hít vào, thẳng lưng mở ngực ra. Thở ra, xoay ngực trái về phía sau. Hóp bụng lại. Hãy kết nối chuyển động của cơ thể với hơi thở của mình. Hít thở đều. Mỗi khi bạn thở ra, bạn hãy xoay ngực trái về phía sau thêm một chút nữa. Giữ lưng ở giữa. Mắt nhìn qua vai trái. Rồi từ từ hít vào, đưa hai tay lên trời, mở ngực và nhìn lên. Thẳng lưng, thở ra đặt các ngón tay, bàn tay phía sau. Chúng ta nhấn bàn tay xuống sàn, 10 đầu ngón tay hướng về phía trước mặt. Đẩy ngực về phía trước, nhấn mạnh tay, hít vào. Nâng hông lên, nhìn lên trần nhà hoặc ngả đầu ra phía sau. Thở ra, đặt hông xuống, đổi chân trong ra ngoài, chân ngoài vào trong. Thực hiện lại động tác vừa rồi, nhấn mạnh tay, hít vào, nâng hông và ngực lên. Mở khớp hông nhẹ nhàng ở đây. Thở ra, đặt hông chạm sàn. Hít vào, đưa hai tay lên trời. Thở ra, đặt hai tay xuống chân và chúng ta úp lòng bàn chân với nhau, đan bàn tay nắm lấy mũi chân, thẳng lưng mở ngực vào tư thế cánh bướm. Hãy giữ thẳng lưng lên, thả lỏng khuôn mặt. Chúng ta nhấn hai đùi xuống sàn giống như cánh bướm đang đập. Bạn có thể nhắm mắt lại, cảm nhận sự căng mở khớp hông hai bên. Rồi từ từ chúng ta chồm người lên phía trước để vào tư thế cái bàn. Căn chỉnh cho hai bàn tay mở rộng bằng vai, xòe rộng các ngón tay ra. Cổ tay, cùi chỏ và vai nằm trên một đường thẳng vuông góc với sàn. Hai gối mở rộng bằng hông, gối nằm ngay dưới hông. Hít vào, võng lưng, mở ngực nhìn lên. Tư thế con bò. Thở ra, hóp bụng,
cuộn cao lưng lên. Tư thế con mèo. Hít vào. Con bò. Thở ra. Con mèo. Ba lần nữa hít. Cảm nhận sự chuyển động của cột sống. Thở. Hít. Thở. Lần cuối hít vào võng lưng con bò. Thở ra cuộn cao lưng lên. Con mèo khép hai gối vào nhau ở giữa. Các bạn có thể cuộn 10 đầu ngón chân xuống sàn như thế này. Hít vào, nâng gối phải lên, mắt nhìn lên. Thở ra, co gối chạm vào mũi cuộn lưng lên con mèo. 4 lần nữa hít. Thở. Hít vào, úp hông xuống, nhìn lên. Thở hết ra, lưng con mèo. Hít vào, siết cơ mông phải, nâng gối phải lên. Thở hết ra. Lần cuối, hít vào, nâng gối phải, úp hông phải xuống, hai hông cân bằng. Rồi từ từ với dài tay trái lên phía trước. Mắt nhìn lên, nhấn mạnh bàn tay phải xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng co gối phải, chạm cùi trỏ trái. Cuộn lưng cao lên, mắt nhìn xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Đặt tay trái gối phải xuống sàn. Bây giờ chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng gối trái lên, úp hông xuống, mắt nhìn lên. Thở, co gối chạm vào mũi, cuộn lưng cao. 4 lần nữa hít. Thở. Hít vào. Thở hết ra. Hít vào. Thở hết ra. Lần cuối hít vào, nâng chân trái lên. Rồi với dài tay phải lên phía trước. Các bạn hãy nhấn mạnh tay trái xuống sàn để nâng vai lên. Rồi siết cơ mông trái lại để nâng gối trái lên. 5, 4, 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng co gối trái, chạm cùi trỏ phải. Cuộn lưng cao lên như lưng con mèo, mắt nhìn xuống. 5, hít thở đều đừng nín thở. 4, nhấn mạnh tay trái. 3, 2 và 1. Đặt tay phải vào gối trái xuống sàn. Tiếp theo chúng ta sẽ tách mở hai gối ra rộng bằng hông, hai bàn chân cũng rộng bằng hông. Vào động tác tiếp theo có tên gọi là động tác puppy. Hạ hai cùi trỏ xuống sàn. Với dài hai tay lên phía trước, hít vào, mở ngực, thở ra đặt ngực cằm xuống sàn. Trong tư thế này, các bạn hãy căn chỉnh sao cho gối và hông nằm trên một đường thẳng vuông góc với mặt sàn. Nhấn ngực xuống, hai cánh tay mở rộng bằng vai, nhấn lòng bàn tay xuống. Tư thế này giúp chúng ta căng mở cơ lồng ngực, tăng thể tích của phổi để giúp chúng ta hít thở dễ dàng hơn.
đồng thời sẽ giúp chúng ta căng mở hai bên vai. Hãy nhấn ngực xuống mỗi khi thở ra. Mắt nhìn về phía trước. Từ từ nâng ngực cầm lên, bước hai bàn tay trở về tư thế cái bàn. Cuộn 10 đầu ngón chân của bạn xuống sàn, nhẹ nhàng nâng hai gối lên khỏi thảm. Gối cách mặt sàn khoảng 5 đến 10 cm. Rồi bạn chồm nhẹ người lên phía trước, lưng con mèo. Mắt nhìn xuống điểm giữa hai bàn tay, giữ ở đây một chút để làm mạnh cho hai cánh tay. Nằm. 4. Lưng con mèo. 3. Hóp bụng vào. 2. Và 1. Rồi chúng ta đẩy vai ra phía sau, đẩy hông lên trời để vào tư thế Down Dog, chó úp mặt đầu tiên. Các bạn hãy tách hai bàn chân rộng bằng hông, nhấn mạnh bàn tay xuống sàn, duỗi thẳng lưng. Rồi chúng ta gập từng bên gối, đi bộ tại chỗ. Để khởi động cho đùi sau và bắp chân. Giữ lưng thẳng hông cao. Rồi các bạn co cả hai gối lại, nhấc gót chân lên khỏi sàn, siết cơ bụng, mắt nhìn vào các ngón chân, đẩy hông cao lên trời để duỗi thẳng lưng dưới. 5 4 Từ từ hơi duỗi gối ra một chút. 3 2 Và 1 Nhẹ nhàng nhìn lên phía trước. Bước hai chân lên phía đầu thảm. Hít vào, nâng nửa người lên. Thở ra, gập sát người xuống hai chân. Thả lỏng cổ, đẩy hông lên. Hít vào, từ từ cuộn từng đốt sống lưng, nâng ngực vai và đầu lên. Thở ra, chắp hai tay trước ngực, Samadhi, tư thế đứng thiền. Chúng ta đặt hai bàn tay xuôi hông, mở ngực và tư thế trái núi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thực hiện chuỗi chào mặt trời Sun Salutation. Hít vào, đưa hai tay lên trời, mở ngực nhìn lên. Thở ra, gập sát người xuống hai chân, co nhẹ gối lại, tay chạm sàn, thả lỏng cổ. Bước dài, chân phải ra phía sau, hạ gối phải xuống sàn. Hít vào, mở ngực nhìn lên. Thở ra, bước chân trái về phía sau, plank tấm ván. Hít vào, chồm người lên phía trước, mông vai đầu trên một đường thẳng. Thở ra, bạn hạ gối, ngực cầm, úp xuống sàn, lùi gối ra sau, úp bụng xuống, duỗi mũi chân. Tay đặt dưới vai, khép cùi chỏ, hít vào. Cobra rắn hổ mang nâng ngực lên, cuộn vai ra phía sau, nhìn về phía trước. Thở ra, Down Dog, chó úp mặt. Hơi co nhẹ gối lại. Đẩy hông cao lên. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở ra, bước chân phải lên giữa hai tay. Hạ gối trái xuống sàn. Duỗi mũi chân, hít vào, mở ngực nhìn lên, hạ hông xuống. Bước chân trái lên, thở ra, úp bụng ngực cằm xuống sàn, đẩy hông cao. Hít vào, vươn tay cao lên trời, mở ngực ra nhìn lên. Thở ra, chắp hai tay trước ngực. Hít vào, đưa hai tay lên, mở ngực nhìn lên. Thở ra, co gối gập sát người xuống,
đẩy hông cao. Bước chân trái ra phía sau, hạ gối trái xuống sàn. Duỗi mũi chân, hít vào, mở ngực nhìn lên, hạ thấp hông. Bước chân phải ra sau, thở ra plank tấm ván. Hít vào, trồ người lên phía trước, mông vai đầu thẳng hàng. Thở ra, gối ngực cằm xuống sàn hoặc chaturanga. Hít vào cobra hoặc up dog, chó ngửa mặt. Thở ra, down dog, chó úp mặt. Đẩy hông cao lên, co nhẹ hai gối, nhấc nhẹ gót chân. Hít vào, nâng chân trái lên. Thở bước chân trái lên giữa hai bàn tay. Hạ gối phải xuống sàn, duỗi mũi chân. Hít vào, mở ngực nhìn lên, hạ thấp hông. Bước chân phải lên, thở ra, co gối gập sát người xuống. Hít vào, vươn hai tay lên trời. Mở ngực nhìn lên, thở ra, chắp hai tay trước ngực, samadhi thi. Đặt hai tay xuống, xuôi thân, vào tư thế mountain, trái núi, để hít thở vài hơi thật sâu. Hơi tách nhẹ hai bàn chân, sao cho hai rìa trong của bàn chân song song. Siết cơ đùi. Nâng cơ tứ đầu đùi lên để nâng gối lên. Đẩy nhẹ hông về phía trước. Xoay cơ đùi trong, hướng về phía trước. Nhấn bốn góc của bàn chân xuống sàn. Siết bụng vào, mở ngực hạ vai xuống. Thả lỏng khuôn mặt. Hít thở sâu trong tư thế trái núi. Hãy thả lỏng tâm trí. Quên đi mọi suy nghĩ lo toan. Đưa cơ thể và tâm trí trở về với hiện tại. Hãy đi tìm sự thăng bằng của chính mình. Nhẹ nhàng chúng ta mở mắt ra. Vào tư thế cái ghế, co gối, hạ hông tay chạm vào gót chân. Gối chạm nhau, hít vào, đưa hai tay lên trời, mở ngực nhìn lên cái ghế. Thở ra, gập sát người xuống hai chân, co nhẹ gối lại, thả lỏng cổ. Hít vào, nâng nửa người lên, tay đặt trên đùi. Thở ra, hai tay chạm xuống sàn, bước hoặc nhảy hai chân về phía sau, plank tấm ván. Hít vào, trồ người lên, mông vai đầu thẳng hàng. Thở ra, gối ngực cằm xuống sàn hoặc chaturanga. Hít vào, up dog. Thở ra, down dog. Chó úp mặt, co nhẹ gối, nhấc gót chân, thẳng lưng. Hít vào, nâng chân phải lên, úp hông phải xuống sàn, siết cơ mông phải lại. Giữ ở đây, 3, 2, và 1. Rồi từ từ, bước chân phải lên giữa hai bàn tay. Hạ gót chân trái xuống sàn. Gối phải không vượt quá cổ chân phải. Hai tay trên hông, hít vào, nâng ngực lên, đẩy hông trái về phía trước, gập gối phải. Đưa hai tay lên trời, đan lòng bàn tay với nhau, nhìn lên tư thế chiến binh. 1, 3, thẳng gối trái. 2, và 1, hít vào, mở tay sang hai bên chữ T. Thở ra, chồm người lên phía trước.
Hít vào, nâng chân trái lên, úp hông trái xuống sàn, úp ngực xuống, mắt nhìn một điểm cố định. 3 2 Vào một bước, chân trái ra sau, trở về chiến binh 1. Hít vào, mở ngực nhìn lên. Thở ra, tay chắp trước trán, xoay người sang bên trái. Mình vào tư thế chiến binh 2. Mở ngực, tay nhìn bàn tay phải. Hít vào, mở ngực ra. Thở ra, hạ hông xuống. Gối phải không vượt quá cổ chân phải. Giữ ở đây. 3 2 và 1, hít vào, nghiêng người ra phía sau, tư thế Reverse Warrior, chiến binh ngược. Hạ vai trái xuống, gập gối phải, thẳng gối trái. 3 2 và 1, hít vào, mở ngực ra, chiến binh 2. Thở ra, đặt bàn tay phải xuống sàn. Hít vào, đưa tay trái qua đầu, xoay ngực trái nhìn lên. Giữ ở đây. 3 2 và 1. Từ đây bạn đặt tay trái xuống sàn, hạ gối trái xuống. Mình vào tư thế con thằn lằn. Xoay mũi chân phải ra ngoài 45 độ. Nghiêng gối phải sang một bên. Rồi từ từ bạn hạ hai cùi chỏ xuống sàn, mắt nhìn về phía trước. Hoặc người mới, mình chỉ cần đặt bàn tay xuống, mở ngực ra, nhìn về phía trước. Tư thế này giúp chúng ta mở khớp hông nhẹ nhàng. Hít thở đều. 3 Cảm nhận khớp hông bên phải, hãy hướng xương cụt xuống thảm. 2 Hít thở sâu. Và 1 Bước chân phải ra phía sau, vào lại tư thế plank tấm ván. Hít vào, chồm người lên, mông vai đầu thẳng hàng. Thở ra, chaturanga. Hít vào, up dog. Thở ra, down dog, chó úp mặt, hơi co gối nhấc gót chân. Mình đổi bên, hít vào, nâng chân trái lên. Giữ ở đây, úp hông trái xuống, thẳng lưng hông cao. 3 2 Và 1, bước chân trái lên giữa hai tay. Đặt gót chân phải xuống sàn. Hít vào, nâng ngực lên. Đưa hai tay qua đầu. Nhìn lên, chiến binh 1, hai hông cân bằng. 3 2 Và 1, hít vào, hai tay ngang vai. Thở ra, chồm người lên phía trước. Hít vào, nâng chân phải lên, chiến binh 3. Úp ngực xuống, úp hông phải xuống. 3 Nâng chân phải lên. 2 Hóp bụng vào, mắt nhìn vào một điểm cố định, hít thở đều. Và 1, bước chân phải trở về chiến binh 1. Hít vào, đưa hai tay lên, mở ngực ra nhìn lên. Thở ra, nhấn hông xuống. Rồi bây giờ chắp hai tay trước trán, xoay người sang bên phải. Mình vào tư thế chiến binh 2. Mở hai tay sang hai bên, hít vào. Căn chỉnh cho hai gót chân nằm trên một đường thẳng. Bàn chân phải xoay 90 độ. Thở ra, gập gối trái. Giữ ở đây. 3 Mắt nhìn bàn tay trái. 2 Hãy trụ vững trên gót chân trái. Và 1 Hít vào. Chiến binh ngược, hạ vai phải xuống. Nhìn lên. 3 2 Và 1 Hít vào, chiến binh 2. Thở ra, đặt tay trái xuống sàn cạnh bàn chân trái.
Hít vào, đưa tay phải qua đầu, xoay ngược phải hướng lên, mắt nhìn lên, gấp duỗi một bên. 3, 2 và 1. Đặt tay phải xuống sàn, hạ gối phải chạm sàn. Rồi bạn chách mũi chân trái ra ngoài 45 độ, nghiêng gối trái sang một bên, vào tư thế con thằn lằn. Trong tư thế này các bạn lưu ý là gối trái không vượt quá cổ chân trái bạn nhé. Bàn tay úp xuống sàn, mở ngực về phía trước, hướng xương cụt của mình xuống thẳng. Hoặc bạn có thể đặt hai cùi chỏ xuống, mở khớp hông bên trái. 3, 2, hít thở đều, đừng nín thở. Và 1, rồi úp lòng bàn tay xuống sàn. Rồi mình bước chân trái về phía sau để trở về plank tấm ván. Hít vào chồm người lên, thở ra chaturanga. Hít vào up dog, thở ra down dog. Chú chó úp mặt. Rồi chúng ta hơi co nhẹ gối, nhấc gót chân lên, đẩy hông cao lên. Rồi từ từ mình duỗi gối ra một chút, giữ ở đây. Nằm hóp bụng vào. 4, 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng co gối lại, mắt nhìn về phía trước, bước hoặc nhảy hai chân lên phía đầu thẳng. Hít vào, nâng nửa người lên, tay có thể đặt trên sàn, cong lưng, võng lưng nhìn về phía trước. Thở ra co gối, gập sát người xuống hai chân. Hít vào cái ghế, đưa hai tay qua đầu, gối chạm vào nhau, lùn gối ra sau, hạ hông xuống, giữ ở đây. 3, 2 và 1. Từ từ đặt hai bàn tay xuống sàn, vào tư thế con quạ Bakasana. Nâng bàn chân phải lên trước, giữ ở đây. 3, 2, lưng con mèo. Và 1, đặt bàn chân phải xuống sàn, nâng chân trái lên, giữ ở đây. 3, khép cùi chỏ rộng bằng vai, lưng con mèo. 2, nhìn về phía trước. Và 1, thử nâng chân còn lại lên xem nào. Giữ. 3, 2 và 1. Rồi hạ chân xuống sàn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi xuống thẳng, duỗi hai chân về phía trước, tách nhẹ hai bàn chân ra, co nhẹ gối hướng mũi chân lên trời. Hít vào thẳng lưng, mở ngực, hai tay qua đầu nhìn lên. Thở ra, úp bụng ngực cằm xuống hai chân, tay ôm bàn chân. Hai lần nữa hít vào, hai tay lên trời. Thở ra, gập người xuống. Lần cuối cùng hít vào, thẳng lưng, mở ngực ra. Thở ra, úp người xuống theo thứ tự bụng ngực cằm. Rồi bạn hãy nhẹ nhàng nhấc hai hông và đưa ra phía sau để chúng ta duỗi thẳng lưng dưới, úp bụng xuống chạm đùi, vai xa tai, mở ngực, thả lỏng cổ và mình giữ ở đây. Người mới bạn cứ co nhẹ gối lại bạn nhé, bạn đừng thẳng gối sẽ làm cong lưng không tốt. Mục đích của chúng ta là thẳng lưng trước rồi mới thẳng chân. Nằm, hớp bụng vào. 4, hít thở đều. 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng hít vào, đưa hai tay lên trời,
Rồi thở ra, chúng ta đặt hai tay sau. Rồi từ từ chúng ta khép hai bàn chân lại với nhau, hai gối chạm vào nhau ở giữa để vào tư thế cái thuyền. Bạn hãy mở ngực cuộn vai ra phía sau, siết cơ bụng vào, hơi ngả người ra sau, giữ thăng bằng trên xương hông. Rồi từ từ chúng ta nâng hai chân lên, mở ngực nhìn về phía trước. Các bạn có thể duỗi gối ra nếu có thể hoặc co nhẹ gối lại. Giữ ở đây, tay có thể song song hoặc đặt sau đùi. 5. Bốn người mới giữ ở đây. 3. Mở ngực ra. 2. Hóp bụng vào. Và 1. Từ từ đặt thắt lưng của mình xuống sàn, duỗi hai gối, nâng ngực vai lên. 5. Hóp bụng vào. 4. 3. 2 và 1. Rồi từ từ chúng ta nằm xuống sàn, hai bàn tay chạm nhẹ vào gót chân, luồn hai tay dưới hông, nâng hông và ngực lên, mắt nhìn vào rốn, hãy đẩy hông cao lên trời, khép gối rộng bằng hông, giữ ở đây. 5. Căng giãn cho lồng ngực. 4. 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng đặt hông xuống sàn, ôm gối vào ngực. Hít thở đều. Rồi bây giờ bạn duỗi gối trái, ôm gối phải vào ngực, mở tay phải ra ngoài, ngửa lòng bàn tay lên trời, nhấc hông trái đưa sang phải, duỗi chân trái, hít vào nhấn vai phải xuống sàn, thở ra xoay gối phải qua trái, hóp bụng, mắt nhìn bàn tay phải. Đổi bên, duỗi gối phải, ôm gối trái vào ngực, hít vào, mở tay trái sang một bên, thở ra, xoay gối trái sang bên phải, mắt nhìn bàn tay trái. Nhẹ nhàng đưa chân trái trở về giữa thảm, nằm nghỉ ngơi trong tư thế cuối cùng, Savasana. Thả lỏng từng ngón chân, ngón tay. Thả lỏng hông, vai, đầu. Thư giãn khuôn mặt. Hít thở tự nhiên.
Vừa rồi là bài tập yoga để có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Nếu như các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện yoga trực tiếp cùng với Sophie, hãy nhấn vào đường link đăng ký nằm ở trong hộp thông tin ở bên dưới nhé. Hoặc nếu như bạn muốn thường xuyên nhận được các bài tập yoga tại nhà, hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh Yoga by Sophie. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Namaste!